mầm tôm chị. Mầm tôm, mầm tôm. Ủa quẩy đuôi mà sao chị không thấy đuôi? Có đuôi hả? Đuôi giấu rồi chị ơi. Ủa nhưng mà tôm tụi em ít quá vậy. À. Sao đủ 70 người ăn? Có một phần tụi chị rồi. Rồi. Ok rồi ha. Đây là tôm quẩy đuôi. Đang làm gì? Mầm tôm. Hả? Mầm tôm. Bánh mầm tôm á. Ok. Rồi, đang làm gì? Đây con cá này đánh dấu rồi nha, chứ không phải con mấy con cá đó. Ok. Món đó tên gì? Cá loại phát dầu. Cá gì? Cá loại phát dầu. Cá loại phát dầu luôn ha. Ok. Rồi. Nhóm này là nhóm gì? Bự. Đang làm gì đó? Cấm bông. Lan cấm bông chủ đề là gì? Chủ đề là gì? Hả? Ở lần là hả? Chủ đề là gì? Ôi trời, đang ngồi tin đó. Bí mật luôn, ok, bí mật luôn rồi. Bông gì vậy? Chủ đề gì? Chủ đề gãi gãi. Ôi đẹp quá nè. Cô gái Việt Nam rồi, ok. Rồi. Chỉ có là Huy và Thái làm đúng không? Rồi, ok. Lu không có làm ha. Rồi. Cấm gì? Hiển. Quý. Cấm bông mà chủ đề gì? Ồ, bông gì mà tiết kiệm thế? Hả? Cây nhà lá vườn. Cây nhà lá vườn, ok luôn. Rồi nè. Đang làm gì đó nè Khải? Em trai hả? Cấm bông phải không? Cấm bông chủ đề gì? Chủ đề yêu thương đúng không? Rồi ok, ổn không? Ổn ha, dài quá ổn. Rồi ok luôn rồi. Ổn không á? Hai người ăn không?